Tra và Trọc đáp trả cực gắt khi Tố ăn cháo đá bát, thêm một cặp đôi rời team khủng long family. Những ngày gần đây, cư dân mạng bất ngờ trước quyết định chấm dứt hợp đồng của hai hot TikToker Tra và Trọc, Trâm Anh 21 tuổi và Huy Chung 24 tuổi, chủ kênh của video chuyên làm nội dung về chuyện tình yêu, cuộc sống hài hước với gần 1 triệu người theo dõi. Được biết, Tra và Trọc từng hợp tác với DC, một công ty làm hình ảnh và quản lý cho các kênh video nhưng chấm dứt chỉ sau 2 tháng làm việc. Sau đó, cặp đôi chuyển sang công ty G do Thủng Long Family, vợ chồng Trần Tủ Long và Phan Tuyết Nga sáng lập. Đến ngày 25 tháng 5 vừa qua, công ty G chính thức đưa ra thông báo Tra và Trọc đã dừng hợp tác. Công ty sẽ dừng mọi hoạt động kinh doanh, truyền thông, quản lý công việc, xây dựng hình ảnh truyền thông cho Tra và Trọc. Thông tin này nhanh chóng dấy lên nhiều luồng ý kiến từ người dùng mạng. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, cả Tra và Trọc lợi dụng danh tiếng của cả công ty G và Thủng Long Family. Sau khi đạt được chú ý thì lập tức ra đi. Trước những thông tin trái chiều, Tra và Trọc đã đăng tải video mới trình bày lý do vì sao cả hai đưa ra quyết định này. Mở đầu video, Tra và Trọc gửi lời cảm ơn Thủng Long Family vì đã giúp đỡ cả hai. Tuy nhiên, vì không đồng tình với cách ứng xử của CEO K cũng như đã mất niềm tin với công ty, cả hai quyết định mới chấm dứt hợp tác. Trâm Anh khẳng định thông tin được chia sẻ là không đúng sự thật. Bọn em thật sự rất muốn ký hợp đồng, nếu không muốn ký thì bọn em đã hủy từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian làm việc, có những điều khoản và chính sách của công ty thay đổi không như ban đầu. Và đến thời điểm hiện tại, bọn em không còn tin vào công ty qua những cách hành xử của anh CEO, Trâm Anh nói. Chia sẻ về lý do dừng hợp tác, Huy Chung nói, công ty không thực hiện đúng phân chia doanh thu như ban đầu. Trâm Anh và Huy được hưởng 60%, công ty được hưởng 40% cho mỗi hạng mục. Trong nửa năm đầu, công ty đã tuân thủ, nhưng gần đến ngày ký hợp đồng chính thức, nhiều điều khoản về tỷ lệ doanh thu đã thay đổi. Trong 5 tháng đầu hợp tác, toàn bộ hợp đồng đều đứng tên cá nhân Nguyễn Trâm Anh. Và phía CEO làm như vậy có mục đích tránh thuế. Việc này sau khi tìm hiểu các bên cũng như là luật sư của chúng em đều xác nhận công ty làm như vậy là hoàn toàn sai. Bên cạnh đó, cặp đôi phải tự chi trả lương và các chi phí phát sinh cho trợ lý, biên tập và không có sự hỗ trợ từ công ty. Sau khi tham khảo ý kiến từ bạn bè và luật sư, cả hai biết được sự phân chia này là thiếu công bằng. Lương của một số nhân sự chúng em đã phải tự chi trả, cụ thể là cho trợ lý và editor. Trong thời gian hợp tác với chúng em gần như không có ngày nghỉ luôn. Chúng em vẫn có những job trao đổi thông qua công ty và trách nhiệm của bọn em là phải hoàn thành những job đó, Chung hé lộ.